Thưa quý vị, trong vòng 2 năm trở lại đây, ngoài tận dụng thời gian trong những chuyến đi công tác, một chàng trai đã có những chuyến đi tìm về các ngôi chùa có kiến trúc độc đáo là các di tích lịch sử cách mạng gắn liền với các nhân vật lịch sử hay các ngôi chùa đã được xác lập kỷ lục để quay lại nét đẹp kiến trúc, không gian mang nguồn năng lượng lành giới thiệu đến công chúng. Chàng trai ấy là đạo diễn trẻ Piêu Nguyễn. Và thưa quý vị, cho đến nay, trên dưới hơn 200 ngôi chùa có nét kiến trúc độc đáo là di tích lịch sử cách mạng hoặc được xác lập kỷ lục Guinness đã được đạo diễn Piêu Nguyễn quay lại và giới thiệu đến công chúng trên kênh YouTube của chính mình. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng với biên tập viên Dư Yến gặp gỡ, trò chuyện với Piêu Nguyễn và dự án của anh ấy. Đạo diễn Piêu Nguyễn, tên thật là Nguyễn Phương Phi, đoạt giải nhất trong cuộc thi làm phim chống định kiến về giới bình thường hay bất thường do Tổ chức Phát triển Liên Hiệp Quốc và VTV6 tổ chức vào năm 2016 với phim ngắn Con Yêu Mẹ. Tháng 3 năm 2020, anh phát hành web drama Người Bạn Nhỏ nằm trong dự án Cine Cho Bạn, một dự án được hình thành nhằm tạo ra các sản phẩm web drama, video clip vừa mang tính giải trí, vừa mang tính giáo dục. Trước đó, anh còn làm đạo diễn phim ngắn chống xâm hại tình dục Không Ai Biết hay chuỗi chương trình giáo dục dành cho thiếu nhi series Gương Thần. Gần đây nhất, dự án lưu giữ và chia sẻ những nét kiến trúc độc đáo mang ý nghĩa văn hóa của các ngôi chùa được anh thực hiện và giới thiệu trên kênh YouTube trong series Chùa Việt được nhiều người ủng hộ. Đến nay, anh đã quay hơn 200 ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh An Giang, Bến Tre, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương. Với sự tỉ mẩn, đầu tư nghiêm túc và cả tâm huyết cho từng dự án, đạo diễn Piêu Nguyễn đã và đang góp phần quảng bá kiến trúc độc đáo, nét văn hóa được lưu giữ trong mỗi ngôi chùa Việt. Vâng, kính thưa quý vị, và ngày hôm nay khách mời của chúng tôi đó chính là đạo diễn Piêu Nguyễn. Xin chào anh, rất cảm ơn anh đã dành thời gian đến với truyền hình Quốc hội Việt Nam ạ. Xin chào bạn. Piêu Nguyễn xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và câu hỏi đầu tiên thì xin anh chia sẻ với Như Yến và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Cơ duyên nào để anh bắt đầu thực hiện dự án này ạ? Thực ra nói thật lòng là đây cũng không hẳn là một dự án. Vì xin chia sẻ một chút là vì giống như là một cái công việc của mình cũng liên quan đến làm phim, làm truyền hình và sản xuất. Thì mình hay đi tiền trạm và tìm bối cảnh cho những bộ phim của mình. Và mình có một cái thói quen là cái tánh của mình là mình chạy xe mình cảm muốn an toàn. Và nguyên tắc là mình dù có đi xe phương tiện gì thì trong khoảng một tiếng mình sẽ dừng lại. Mình không bao giờ chạy xe quá lâu. Và mình thích, mình có một cái thú gọi là một cái cách là mình hay dừng lại. Và khi mỗi chạy khoảng một tiếng mình dừng lại là mình sẽ kiếm những ngôi chùa. Ví dụ mình không có chủ đích là đến chùa nào cả, nhưng ví dụ mình đi trên đường mình thấy là một tiếng mình phải dừng lại rồi, thì mình chạy trên đường mình thấy có ngôi chùa nào mình sẽ dừng lại đó. Và mình vào đó mình nghỉ ngơi. Vì mình thích cái sự yên tĩnh trong các ngôi chùa. Cũng một điều nữa là bình nghề nghiệp thì mình, ví dụ như các bạn có thể là hay chụp hình lưu niệm hoặc là up lên Facebook chia sẻ, còn Piêu thì Piêu thích quay lại. Piêu thấy cái gì hay hay Piêu sẽ quay lại để lưu lại cho cá nhân mình. Thì cũng có một vài lần là đi, ví dụ đi có những cộng sự hoặc là những bạn diễn viên đi chung thì họ cũng được trải nghiệm một cái điều này, thì họ cũng nói là wow, cái điều này dễ thương quá, hay quá, mà sao anh không chia sẻ cho mọi người luôn. Và giống như là anh đi được nhiều nơi chưa, như vậy mà anh đến bây giờ là khoảng bao nhiêu rồi, anh kêu anh cũng chẳng nhớ tại vì anh cũng không có ý định gì cả. Thì nhưng mà anh qua góp ý của mấy bạn thấy cũng hay hay nên anh up lên YouTube, và từ đó cho đi anh cũng đánh số luôn để mà anh biết được là mình đã đi được bao nhiêu, cũng là một cái kỷ niệm. Bên cạnh đó là thật sự vì mình thấy là đến khi mà đến dừng lại ở những ngôi chùa á, mình bản thân mình cũng là một người đã từng làm truyền hình, có máu báo chí một chút, trong ra thì mình nhìn ra nhận ra được những cái đề tài mà nó mình cho là thú vị. Dạ. Bản thân mình cho là thú vị. Đến bây giờ thì tự nhiên nó thành mấy trăm clip không biết. Dạ. Tò mò một chút xíu, không biết là tại vì sao mà anh chia sẻ về cái thói quen của mình là nếu như mà một người thích những sự bình yên thì sẽ có rất là nhiều sự chọn lựa khác nhau. Vậy tại sao Piêu Nguyễn lại chọn những ngôi chùa? Bạn có để ý không, nếu bạn đi vào một nơi không những là chùa, mình nói chung là những nơi mà tôn thờ hoặc là linh thiêng, thì rõ ràng là chỉ sau một cánh cửa hay một bức tường thì chúng ta sẽ thấy một cái không gian rất khác biệt, giống như chúng ta đi vô một thế giới khác. Vì rõ ràng là khi bước vào những nơi đó, một nguồn năng lượng, có một nguồn năng lượng rất là an lành. Theo cá nhân Piêu, Piêu cảm thấy đó là khi bước vào những nơi như thế thì con người mình sống giống như là nó được quay vào bên trong. Mình quay vào bên trong mình và mình nạp được nguồn năng lượng.
Chưa kể có nhiều cái điều thú vị mà cá nhân Piêu cảm nhận được. Rất là thú vị. Và không biết là để có thể vừa thực hiện công việc chính của mình là một đạo diễn thì làm sao để anh có thể sắp xếp cái thời gian để anh có thể theo đuổi một cái dự án mà đó giống như là một cái niềm đam mê của mình như vậy ạ? Nói thế này đơn giản lắm. Rõ ràng ai cũng có một ngày như nhau 24 tiếng. Nhưng rõ ràng là khi bạn yêu một ai đó thì tự nhiên bạn bận có mấy bạn cũng có thể sắp xếp để dành thời gian cho người đó. Thì Viu một phần cũng thuận lợi là Viu cũng cái công việc nó cũng gần về làm phim ảnh thì nó cũng rất là thuận lợi, thuận tay với mình. Và như Viu đã chia sẻ đó, tất cả là một sự thuận tiện trên con đường Viu đi làm việc luôn. Và trong cái hành trình rong ruổi của mình thì không biết là anh có tự đặt cho mình một cái mốc thời gian nào để mình sẽ dừng lại cái dự án này để mà mình tiếp tục một cái dự án mới hay không ạ? Thực ra cũng nói về dự án thì mình cũng chia sẻ với bạn là mình đều đam mê làm phim và mình có dự án Cinefoyu, mình làm phim và có nhiều cái phim trong đó và chủ yếu là vì cộng đồng và cũng có phim giải trí nữa. Thì có thể search trên Google bạn cũng sẽ thấy được về cái dự án này. Thì dù việc là nó đến cũng với mình cũng là một sự tình cờ thôi, mình cũng chẳng đặt ra một cái mốc thời gian hay là số lượng bao nhiêu, mà nếu nói có thể vui một chút là chắc đi đến khi nào hết thì thôi. Chứ mình cũng không có nghĩ là mình sẽ quay 1000 ngôi chùa mình sẽ dừng lại không. Hoặc là trong bao lâu, nhất là mình chỉ đa số các sản phẩm mình đã quay tới bây giờ là hơn 200 mấy ngôi chùa thì chủ yếu là ở phía Nam. Do mình sống ở đây và cái điều kiện công tác nó ở trong phía Nam, nếu được thì mình sẽ làm và hướng đi ra ngoài Trung, ngoài Bắc. Bởi vì những nơi đó là nó có nhiều cái ngôi chùa rất là đẹp. Và bên cạnh đó thì Bill trong quá trình làm những cái ngôi chùa thì Bill cũng phát hiện được những câu chuyện rất thú vị trong đó về những ngôi chùa. Đôi khi nó không liên quan gì tới chùa cả, có những nhân vật, những con người trong đó gắn liền với những nơi đó. Nó gây cho Bill có một xúc cảm và cũng bực mí một xíu, biết đâu sẽ có một tác phẩm phim của Bill có liên quan về cái chuyện đó. Tò mò thêm một chút xíu là không biết là trong những cái chuyến hành trình của mình khoảng hơn 200 ngôi chùa đúng không ạ? Thì có những cái ngôi chùa nào nó gây cho anh những cái xúc cảm mạnh, những cái câu chuyện hay là về cái nét kiến trúc văn hóa nó làm cho anh cảm thấy ấn tượng nhất không ạ? Điều đó quay có những ngôi chùa mà thật bất ngờ khi vào đó bạn sẽ bất ngờ vì nó có những ngọn núi tuy là nhân tạo nhưng đi dùng từ là có thể khám phá được luôn. Vì nó có nhiều cái hay trong đó lắm, ngõ ngách và nó có thể là một nơi, hiển nhiên nó là một nơi là di tích, là những di tích danh lam lịch sử mà cũng đã được nhà nước công nhận. Ví dụ như cụ thể là chùa Tôn Thạnh đi ở Long An. Chúng ta chắc hẳn là chúng ta cũng được học các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu khi còn đi học đúng không? Đó, thì khi mình bước đến đó, ngoài cái chuyện ngôi chùa đó là trên 200 năm, nhà các kiến trúc của nó là gọi là như là điển hình, theo mình được biết đó là điển hình của coi như là kiến trúc của Nam Bộ. Tuy là bây giờ nó trải qua mấy trăm năm mà nó không còn là sơn son nếp vàng như ngày xưa, nhưng mà rõ ràng là cái sườn, cái khung của nó, cái kiểu tứ trụ cột đó nó vẫn còn nguyên như thế, rất là cổ. Và bên cạnh đó là đây là nơi mà nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã lưu ẩn ở đây và đã viết, đặc biệt là ông đã viết rất nhiều án văn bất hủ cho văn học nước nhà khi ở ngôi chùa này. Thì rõ ràng là khi mình đến những nơi như thế thì còn gì bằng mình được enjoy một không khí và được mở mang kiến thức và được tận mắt chứng kiến những cái điều hay như thế, những điều của lịch sử, những nhân vật, thì đối với Viu đó là một điều tuyệt vời. Bên cạnh đó có thể nói thêm luôn nữa là Viu nhìn thấy được nhiều thứ lắm và một cái điều rất là tình người. Những ngôi chùa không chỉ là những nơi thờ phượng mà những nơi đó là đầy tính nhân văn giữa tình người với nhau. Có thể đó là một bệnh viện thật sự luôn. Nhắc đến điều này là Viu nhớ ngay đến một cái chùa ở quận 6 là Hưng Minh Tự thì phải. Cũng rất nhiều chùa có khám thuốc chữa bệnh, rất là nhiều chùa. Nhưng chùa này gây cho Viu ấn tượng bởi vì Viu bất ngờ vì đằng sau chùa có cả một hệ thống xử lý dược. Có nghĩa là Viu nhìn thấy là giống như là từ những cái thảo mộc cây cỏ hoa lá vậy đó, tại mình không biết về y, nhưng mà họ giống như họ phân loại xong từng khâu và chuyển giao vô một cái xây dựng một cái xưởng luôn. Và trong đó xử lý nhiệt độ bao nhiêu, set up đồ này nọ vô đó, phải xử lý trong đó xong khâu đó xong mới đây làm tiếp kiểu gì đó. Đó là giống như là có một bộ phận sản xuất thuốc không nha. Rồi bên cạnh đó là có một cái quy mô là khám chữa bệnh luôn. Ý chứ một cái bệnh viện mình thấy giống như mình đi khám bệnh mình thấy quy trình sao trong đó y vậy luôn. Và đó là những nơi mà đã giúp đỡ chữa bệnh cho rất rất là nhiều người. Mình cũng có dịp tiếp xúc thì
người ta rất cảm ơn vì điều đó. Thì cũng rất là ấm lòng thay, đúng không? Dạ đúng. Rõ ràng. Những câu chuyện rất là thú vị ạ. Và nghe anh Piêu Nguyễn chia sẻ thì có một cụm từ mà Nhi Yến thấy là anh nhắc tới rất là nhiều, đó chính là quay vào bên trong. Vậy thì anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả được biết con người của Piêu Nguyễn bên ngoài như thế nào, những tính cách như thế nào để mà anh xuất phát từ đó mà anh có được cái sở thích anh đến với những ngôi chùa và ghi nhận những cái điều mà ít ai có thể thấy được. Biêu thấy cũng rất là nhiều người họ cũng có những cái sở thích đến chùa, ngoài cái việc không kể là họ là người có tôn giáo chẳng hạn. Sau một thời gian dài mười mấy năm làm truyền hình và chuyển qua, một cái cơ duyên đó đưa Biêu đến để bén duyên với công việc làm phim và thích trở thành phấn đấu trở thành một đạo diễn có những tác phẩm coi như được khán giả yêu mến, thì Biêu rất là cảm thấy vui. Tại vì cái đó cũng tất cả một sự tình cờ, nó đưa đẩy và nhưng may mắn là Biêu thấy Biêu phù hợp. Ví dụ như trời đang mưa ngoài kia, mình đứng trong đây mình ngó ra thì mưa, nhưng đôi khi Biêu lại nghĩ ra được những cái câu chuyện gì về cái sự tưởng tượng của mình cũng hơi bị không biết có khi có nào cũng quá đáng không, nhưng mà mình cũng cảm ơn vì dù sao nó cũng là những cái tố chất nó phù hợp để Biêu làm nghề. Dạ vâng. Dạ. Rất là cảm ơn anh đã chia sẻ những cái câu chuyện về hành trình của anh đến cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và cho Như Yến ngày hôm nay được biết và được mở mang hơn rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn anh đã dành thời gian đến với truyền hình Quốc hội Việt Nam ạ. Dạ, cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả. Và trước khi chia tay thì Bill cũng có một chút xíu chia sẻ là Bill biết đâu đó những cái clip nhỏ nhỏ mà Bill chia sẻ về chùa Việt có thể là một cái duyên gieo đến cho các bạn và các anh chị có một lúc nào đó sẽ đến ghé thăm những nơi ấy để chúng ta có dịp tận hưởng được cái không khí an lành, và đó cũng là một dịp để chúng ta lắng lòng xuống, sống quay về bên trong để sống tốt hơn, lợi lạc hơn, vui vẻ trong cuộc sống. Xin chào quý vị. Và kính thưa quý vị, cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hãy bấm subscribe Pew Channel để đón xem series Chùa Việt nơi bạn tìm về. Dự kiến giới thiệu 1.000 ngôi chùa, di tích văn hóa lịch sử dân tộc, những kỷ lục Guinness độc đáo thú vị, những công trình cảnh quan tuyệt mỹ của tạo hóa. Hãy bấm subscribe Pew Channel để đón xem series Chùa Việt nơi bạn tìm về.